Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy dành cho quý vị một cái thứ phim rất là đặc biệt. Một cái thứ phim này để giới thiệu cho quý vị có hàng 5-600 những tác phẩm ruối. Đây là một cái vườn cây có số lượng ruối có thể nói là nhiều nhất Việt Nam. Bonsai Đức Huy thì nếu miền Bắc này thì chưa có một cái nhà vườn nào có số lượng ruối lớn như này. Những cây lớn, cây nhỏ, những cây khủng rất nhiều. Và khi hình ảnh trước mắt quý vị thì cứ nói lên tất cả, bạt ngàn toàn là ruối. Và đây là cái vườn ruối của công ty nước sạch Lam Sơn tại Lam Sách, Hải Dương. Và quý vị nhìn thấy trước màn hình quý vị này là anh Huy. Anh Huy chào là quý vị và các bạn yêu cây trên cả nước. Xin chào các bạn yêu cây của kênh Bonsai Đức Huy. Vâng, anh Huy là người tạo tác và quản lý cái vườn cây tại công ty nước sạch Lam Sơn quý vị nhé. Và bà xã Huy sẽ kính mời quý vị để xuống dưới đi ngắm từng tác phẩm. Thật là khủng khiếp, hôm nay bà xã Huy đến và bất ngờ luôn. Sao lại có nhiều ruối như vậy? Toàn ruối Bắc thôi quý vị nhé. Kính thưa quý vị, cái thước phim này chắc là bà xã Huy sẽ lấy của quý vị nhiều cái thời gian đây. Bởi vì cái số lượng ruối rất rất nhiều. Thì cũng quay và chia sẻ, quay lướt cho quý vị. Và chỉ một số tác phẩm thì Bonsai Đức Huy sẽ dừng lại thôi. Quá bất ngờ luôn. Em bất ngờ luôn anh Huy ạ. Tao lại từ bao giờ mà anh Nam anh ấy lại sưu tầm nhiều ruối như này. Anh chủ anh sưu tầm cỡ phải chục năm rồi. Vâng. Thì mình cũng chỉ là người kế thừa, người sau đến kế thừa làm. Quý vị ơi, những cây ruối đẹp, những cây ruối tiềm năng và có cả những cây siêu đẹp, những cây độc đáo rất nhiều. Những nhà vườn khác thì chỉ có một vài chục cây thôi, nhưng anh ấy có hàng 5-600 cây. Có những cây là gần như hoàn thiện hết rồi nhưng vẫn trồng ở bồn. Thì anh ơi, sắp tới thì chắc phải lên chậu hết chứ hả? Có, mình cũng đang có kế hoạch là sẽ lên chậu một số cây đẹp trước, là cây hoàn thiện trước. Đủ các dáng thế quý vị nhé. Những đây những cái dáng bò này, rồi này, những cái dáng trực. Giống con bộ cảm. Rồi dáng siêu này. Rồi tất cả những cái dáng thế. Bởi vì đây là những cái kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Các nghệ nhân chỉ làm được cái bông tàn thôi. Chứ đường thân thì cái sự kết tinh của thời gian, những cây ruối chắc chắn là những cây ruối như này thì phải có hàng trăm năm mà thậm chí còn vài trăm năm. Bonsai Đức Huy thấy tác phẩm này rất nghệ thuật. Vâng. Nó như kiểu mình như là một phụ nữ. Dạ. Tay nó gian nha mà nó rất như đây khi làm việc. Không những cái này mà em còn cảm nhận trong này còn đang chứa đựng rất nhiều những cái cây có thể sau này có thể thành những cái siêu phẩm ruối. Nhiều lắm. Đã nhìn hình cho quý vị biết. Đây là các anh ấy sưu tầm những cái ruối độc đáo quý vị nhé. Những cái ruối độc đáo ở trong đây. Chứ không phải là những cái ruối bình thường. Thế còn đây là một số những cây đã cắt trụi. Thế còn đằng xa quý vị nhìn thấy là vẫn đang một số cây còn chưa làm. Quá khủng khiếp quý vị ơi. Đây là cái món quà của dành cho quý vị. Cây ruối hay còn gọi là cây hoàng anh mộc. Một cây mấy năm gần đây được mọi người cảm nhận rõ nét những cái nét đẹp, những độ quý của tác phẩm. Cây hoàng anh mộc thì ngoài chơi nghệ thuật ra thì còn mang cái may mắn đến cho cái tài lộc, đến cho gia đình, mỗi quý vị chơi. Đem cái khí tốt và xua đuổi những cái không may mắn đến cho gia chủ. Và những cái cây như thế này thì dần dần theo thời gian quý vị ơi sẽ không còn nhiều nữa quý vị ạ.
thiếu cái phần ngọn. Vâng, cây này cũng gần xong rồi quý vị nhá. Đây là anh Huy anh ấy chia sẻ là cái dưới siêu lùn này. Dưới lu quý vị nhá. Phần thân và bẹ thì đang bị che một chút rồi. Cũng nhân tiện đây thì qua kênh Bonsai Đức Huy là giới thiệu với anh em là ở vườn này 100% là dưới bẹ, không có ngọn. Không có à, dưới ngọn à? Không ngọn. Đây dạ vâng. 100% là cây bẹ, cây bẹ. Bởi vì là em được biết là cũng một số anh em là cũng có dùng những kỹ thuật chiết những cái ngọn để tạo tác. Nhưng mà đây là tất cả là dưới dưới đánh gốc dưới lâu năm đúng không? Dưới thân dưới bệ thôi. Qua kênh của Bonsai Đức Huy thì cũng mời tất cả anh em yêu cây trên cả nước là có điều kiện rảnh rỗi là về ghé qua vườn thăm. Vâng ạ. Với địa chỉ là nhà máy nước sạch Nam Sơn, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vâng ạ. Anh cho quý vị cái số điện thoại của anh đi. Hoặc là chỗ của anh chủ để quý vị liên lạc tìm đến cho nó tiện. Quý vị mà có nhã ý về thăm vườn thì xin liên lạc với mình. Số điện thoại là 0916 280380. À vâng ạ. Đấy, cảm ơn anh Huy nhá. Anh Huy là quản lý trực tiếp ở cái vườn này. Trực tiếp về bên kỹ thuật cũng như tạo tác những tác phẩm không những ở dưới này, còn rất nhiều cái dòng cây khác. Ở đây thì quý vị đến phải bất ngờ bởi vì những cây dưới này, rồi những cây ăn trái này, rồi những cái dòng cây bonsai khác. Anh ấy chơi đa dạng nhiều lắm. Khiếp thật này. Đi có thể là diện tích để dưới có vẻ hàng nghìn mét vuông. Quá khủng khiếp quý vị ơi. Quý vị nhìn thấy một cái cây dưới đại thụ này. Một cây dưới dáng trực. Anh ơi cây này ấn tượng quá. Anh nhỉ? Úi dồi ôi, to không? Quý vị nhìn thấy anh Huy anh ôm này. Cây này thì phải có hàng mấy trăm năm quý vị ạ. Cao sau này cao phải cao 3 mét. Mặt chính ở bên đây anh. Đây này, bọn xe Huy sang bên đó để cho quý vị cảm nhận mặt chính của cây dưới này. Đẹp cỡ nào. Wow, một cây dưới có những cái nu này, rồi thân cũng đã méo hết rồi, khủng khiếp thật. Đấy quý vị, bất ngờ chưa? Bọn Sài Đức Huy cũng bất ngờ bởi vì không nghĩ là ở Nam Sách Hải Dương mà lại có một cái vựa dưới, có một cái vườn dưới với số lượng dưới được coi là lớn nhất Việt Nam. Quý vị nào mà có cái vườn dưới nào mà cái số lượng hơn cái vườn dưới này thì cũng nhờ quý vị cung cấp cho Bonsai Đức Huy để Bonsai Đức Huy tìm đến. Và đây thì là một cái vườn dưới theo Bonsai Đức Huy được biết từ miền Trung và miền Bắc này, thì đây là cái vườn dưới có thể là coi là lớn nhất. Đây là cây trực trồng nhà. Cây trực nhà, trồng ngả anh. À một cây trực các anh ấy đã vật dáng bây giờ thành dáng hoành đúng không? Vâng ạ. Thế và đây này, đây là một cây dưới dáng gì đây anh? Cây hoành hay cây lão đúng không? Còn thiếu cái phần phúc của phúc. Cây hoành hoặc là cái khúc này này, có thể là cây này gọi là cây lão cũng được. Nó bay hơi dài. Vâng. Gọi cây hoành. Đây này, quý vị nhìn đây này. Cái điểm gốc này, hoành hoặc là lão. Kính thưa quý vị nhìn thấy anh Huy đang ngồi, đó là một cây dưới ngai vàng. Anh ấy lấy tên là ngai vàng. Tên gọi tác phẩm là ngai vàng. Ui giời, cây dưới cực kỳ đặc biệt. Như một cái ngai. Vâng ạ. Lần đầu tiên quý vị được nghe một cái tên
ngai vàng đến từ cái ruối. Một cái ruối quả thật là đặc biệt. Đặc biệt lắm. Cái ruối này vẫn đang trong quá trình tạo tác thôi. Cũng mới gần hoàn thiện. Nhưng cái tiềm năng rất lớn trong tác phẩm. Thì chắc hẳn quý vị đều nhìn thấy. Và đây là một cái cốt ruối nữa, một cốt ruối đại thụ nữa. To nhưng mà lùn. To nhưng mà xong xuôi thì cũng chỉ 2 mét thôi. Qua kênh Bonsai Đức Huy thì cũng chia sẻ một kỷ niệm. Đây là một cây kỷ niệm của ngày đầu tiên mình đến với Nga. À thế ngày đầu tiên mình đến là mình làm cây này. À vâng ạ. Cây này là mình làm từ đầu đến cuối. Thế ạ. À, ngày đầu tiên anh ấy kỷ niệm của mình. Anh Huy anh ấy quản lý vườn này và anh làm cây này đúng không? Với Nga. Hiện nay vẫn đang dần vào hoàn thiện. Còn nhiều lắm quý vị nhé, quý vị đi ngắm tiếp. Trên đây chỉ một số những cái tác phẩm thôi. Còn cái số lượng của nhà vườn nhiều lắm thì Bonsai Đức Huy chia sẻ cho quý vị trong cái thước phim này. Nhưng mà nếu có dài quá thì mong quý vị thông cảm. Và rất mong là và rất muốn cho quý vị cảm nhận rõ nét một cái vườn cây vườn cây Hoàng Anh Mộc. Lớn này, lớn nhất Việt Nam này. Đây toàn những cây ruối là về đây rất lâu rồi quý vị nhá. Nếu để cái độ ổn định thì cực kỳ ổn định rồi, cực kỳ yên tâm rồi. Và trong này quý vị nhìn thấy cái cây thì đang làm và cây thì đang chưa làm. Gần như biển ruối ở đây rồi. Và quý vị ơi, to như này mà quý vị này. Những cái phôi ruối. Toàn là ruối thôi. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy cũng phải chia sẻ lại cho quý vị là một vườn ruối, một vườn cây có khoảng 500-600 tác phẩm ruối. Và toàn những cái cây, rất nhiều cây cũng xếp vào cái hàng quý hiếm. Với những cái dáng thế, với những cái đường nét do thiên nhiên ban tặng. Nhưng mà Bonsai Đức Huy cũng không thể chia sẻ từng tác phẩm cho quý vị ngắm được. Nhưng giới thiệu sơ lược cho quý vị như vậy để quý vị yêu cây cả nước cùng cảm nhận một cái kho ruối này, một cái biển ruối này. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy cho phép Bonsai Đức Huy được dừng lời đây. Thì trước khi dừng lời, xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.